Anh kia bỏ trước và đến mình phết. Đây rồi anh em ơi, chúng ta có trận chúng ta đã có đến trận trận đấu cuối cùng ngày hôm nay rồi, trận chung kết tổng giữa Kiên Bùi và Minh Phết. Còn sớm reset một phát đi. Còn sớm. Ơ kìa, đang tưởng Asura thật. Đang tưởng pick Asura thật thì oh fuck. Let's go. Grand Final. Grand Final, chúng ta đến trận chung kết tổng. Quy Biên và Minh Phết. Ôi, vừa vào quyết đoán luôn. 34 nối xe ra nét, không thành công. Vẫn cố nối 34 bằng cái đòn đấy. Đây rồi. Ây ây. Ây 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 ây. Ây 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 ây. Mày grab. Ai dạ. Lùi đến FGC là chuẩn chỉ nè. 34 chính xác. Đây đây. Ây ây. Ây 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 ôi đốt combo rồi. Đây một. Em Suriken. Ây. Không tỏ ra Minh Phết tỏ ra đấy, Minh Phết tỏ ra không hề thua thiệt quá nhiều so với anh Kiên nha. Ôi giời ơi. Đây rồi, mất break đến từ anh Kiên. Ai da 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 da. Đây rồi. Ôi anh draw. Draw combo. Draw combo. Nguy hiểm nha, tình thế đang rất nguy hiểm. Ui whip, không whip thành công. Strike throw. Nhưng mà đang có đầy đủ điện nước đến từ Minh Phết. B34. Grab hay. Grab rất hay. Và đó là được, một round. Sau pha B34 đấy sẽ là grab AM ngay lập tức từ Phết đấy. Nhưng mà không, pha này không có AM nào cả. Đấy. Grab rất hay đến từ anh Kiên. Một round rồi. Ép cho đối phương không thể break, punish. Anh Kiên biết cái đấy, biết B21 này có thể punish được. Đây rồi, bỏ đỡ không đúng lúc rồi, combo. Nhìn được một chút thì B21. 41% nhẹ nhàng. Ây. Right grab. The Simi. Simi. Tele. Ây. Ok, draw. Oh, no combo rồi. Đây rồi. Ây, ây, ây. Ây, ây, ây. Ui, thôi xong rồi. Brutality. Đã trả thù cho em Tudex thành công. 1-0 cho Kiên Bùi. Quá mạnh. Quá mạnh, quá mạnh. Quá quỷ. Grand Final giờ khác gì sâu diễn của khác gì sâu diễn của anh Kiên đâu. Kéo về nhì. kéo xem ai về nhì à. Đánh để xem ai về nhì. Grand Final Bully. Chúng ta cần Pitmaker. Không. Đừng làm thế. Đừng làm thế. Đâu mà cần làm gì đến mức 18 cộng, có 16 cộng thôi. À, cũng gọi là có cố gắng. Anh em ơi, thông tin tôi vừa nhận được. Thông tin tôi vừa nhận được là anh Kiên Bùi gửi hẳn một QR code trước cho tôi rồi. rất khoát thật đấy. Gửi xin giải luôn rồi, nhanh thật, quyết đoán. Đến lúc thua được nhà quê nữa. Đến lúc thua được cái nhà quê. Đến lúc tự nhiên thấy trừ 100. Đấy. Thế, thì anh em mình đấy chưa. Thế thì anh em mình giờ phải làm phát là anh Kiên mất 100. Phong thái nhà vô địch. Ôi ôi combo 475. Đây rồi. Micro đó. Đây rồi. Ai bảo 18 cộng đâu. Ai bảo 18 cộng. Ui, ta đi hai. Grab. Nào. Trừ 100.000. Quá. Reset.
Gì sét? Ui cái gì đây? Đây rồi. Mất break in the kiên bùi. Đấy mình vẫn đang khẳng định quan điểm là đừng có mà củi gửi QA trước. Bắn nít cái này. Nào. Gửi QA trước này. Ôi đâu có bùi. Nào đừng có đùa. Simi các kiểu con đại điểu luôn mà. Chơi rất sạch mượt. Luôn. Ôi trời. Interrupt. Được. Nhưng mà mất break rồi. Ở đây chúng tôi không đỡ, chúng tôi lao lên. Ok chưa? Hãy ném Shuriken setup B34 tiếp. B34. Ôi. Ôi. Ôi cái 42 đây không nối tele đâu. Quên mất không bảo. Ây. Mitterlet combo 421 42%. Serena T1. Ây da. Ôi Whippany xong rồi, xong rồi. Ây da 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 da. Đây confirm ngay. Xong rồi. Anh 9 áp dụng cho mình cái fade of low và đây sẽ là điểm đều trong game đầu thứ hai của cái đầu giữa Kim Bùi và Mick Fade. Chật, gửi QA trước trừ áo ra. Ném dao. Gửi QA trước là bị về nhì đấy. Ừ, gửi QA trước là về nhì đấy. Không. Anh tôi đang gọi là bảo vệ danh hiệu vua về nhì của anh. Anh tôi lưu khít đời đời, anh hậu một đời được ưu tiên. Ơi. Ok, được chưa? F2. Ôi không. Úi giời ơi, counter whip. Ấy à, chắc cú luôn. Rút máu tí thôi. Chuẩn bị đọc cốt. Tôi xong rồi, đi hai cái. Ui biết ngay mà. Giác quát ai xếp bên D2 một cái. Đạt lên D2 luôn. Có gì hiểu. 2-0 cho Kiên Bùi. Thôi. Có vẻ như là chúng tôi chuẩn bị đi ngủ sớm rồi. Tuyệt vời. Run ho. Đi xem anh em đánh cờ sớm. Nếu anh em không biết đánh cờ thì vào Discord chúng tôi nhé. Chúng tôi ngồi, chúng tôi có một hội chơi với nhau. Hôm nào cũng chơi, môn nào cũng nhảy ạ. Thề buổi đêm có ông đánh cờ chả hiểu sao. Buổi chiều thì bắn FPS. Màu fuck. Giá lại đầu hàng, phát tiền đâu. Sao lại đầu hàng? Không một đầu hàng. Bắt phải đánh. Đầu hàng để nhận 03. Bởi vì đằng này cũng là 03 rồi. Đúng rồi. Nếu không thể tăng gãy thua thật nhanh. Nóng cổ động viên bắt xem hết trận đấu của Minh Phết mới được về. Cổ động viên bị bắt xem hết trận Minh Phết. Giản Carter bắt canh chat để xem hết trận này mới được về nghỉ. Búp. À, tôi đầu hàng. Ok, tôi đầu hàng. Chết đây. Ây. Nát quát khi xếp tôi đầu hàng. Ôi sao à? Úi trời ơi, chỉ làm một pha đi bộ lùi về rồi. Ây. Ui 475. Lại là 475 trong truyền thuyết rồi. Ui B34. Khi thấy quy biển đánh cho tất cả anh nhớ con số này. 495, 475, 505. Sweep damage, championship point, tournament point. Tournament point rồi. B34. Ôi sai rồi. Hỏng rồi. D3 sang tele luôn mà. Chuyển Street Fighter rồi. Hỏng rồi. Môn này một. He's cooking. Đấy. Ôi micro duck. Anh em hãy nhớ được con số đấy. 421, 475. Anh em sẽ nhận rất nhiều. Ơ từ từ nha. Có punish đây rồi. Có punish đến từ Minh Phết. Cố được máu này vừa đúng lúc là sẽ có break thôi. Ôi, quay cắt mất tận luôn, ăn ngay tờ. Anh Tep vừa bảo có break kìa, break thật. Đi lùi FGC. À, hỏng rồi. Cancel. Tag 1 thôi. Punish, bạn ơi, nó là punish và đó là 3-0. Drop combo. Nó trừ rất nhiều. Thôi xong rồi và Fatality 2.
Đó, fatality 2-3-0 cho Ken Hùi. Rồi ôi. Vâng, GG. Tiền này bú trà đá được phần tháng. Thật. Tự nhiên lại cộng tiền trà đá. Tuyệt vời, chúc mừng anh Kiên với chức vô địch Takeda Tournament. Quá mạnh. Chúc mừng giải đấu thành công rực rỡ. Rồi ôi. Từ tôi phải xem là tôi có thể liên hệ được tuyển thủ ở đây không. Level. Nghe nào, không biết là tuyển thủ ngồi đây không nhỉ? Tôi cần mic của tuyển thủ. Không biết tuyển thủ ngồi đây không? Anh em chờ xíu, tôi cũng đang chờ. Phỏng vấn tuyển thủ đi. Hai đĩa vẫn đang nghe tiếng tôi thì ôi thì hai đĩa thoát rồi. Hai đĩa đang ngồi đây không? Bật mà kêu gọi anh Kiên bật mic đi. Tôi đang chờ tình huống bật mic từ anh Kiên phỏng vấn nhà vô địch. Tôi đang chờ tình huống phỏng vấn nhà vô địch anh em ạ. Xin phép là trong lúc chờ nhà vô địch chúng ta bật tí nhạc nhẹ nhé. Ôi giời ơi. 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 Cái gì thế này? Trận đấu vừa rồi là tôi chỉ muốn nói là tôi không hề bán độ. Rút tay cầm ra anh. Rút tay cầm ra. Rút tay cầm ra. Tôi không hề bán độ. Alo. Alo. Ôi giời ơi. Đừng ôi giời. Alo, alo. Alo. Xin alo. Cảm ơn tất cả các em trong kênh chat đã tích cực chửi và ủng hộ mình. Tôi đi về đi ngủ đây. Đấy, cái giải nó chỉ đến thế thôi. Xin cảm ơn Hoàng Béo vì 50k, tôi sẽ cầm 50k của Hoàng Béo và những bữa trà đá. Phỏng vấn rất khoát thật. Tôi muốn trực tiếp mời anh Pep hai quả trứng vịt lộn. Hoàng Béo thêm một quả trứng gãy cứu nha anh nhỉ. Ôi, được nhỉ, ngon thế bạn ơi, được mà. Được luôn. Đúng ra mình còn chưa hỏi cơ mà ấy. Nói luôn, đi về, ngủ. Nói nhanh còn về ngủ. Ai sợ thì đi về. Giờ này là giờ đi ngủ của em rồi. Có thể chúng tôi còn chưa hỏi luôn. Bây giờ mà không sợ hay có sợ. Hú át. Hú át. Ai sợ thì đi về. Chúng tôi còn chưa kịp hỏi gì mà hai anh đã trở lại phỏng vấn luôn rồi. Rồi. Thôi. Thì Tudek đã chặn đầu chúng tôi thế rồi thôi. Cảm ơn Tudek đã tham gia giải đấu này. Chúng tôi phải phỏng vấn nhà vô địch tí. Cảm ơn anh em nha. Ok. Có sợ không? Có sợ không? Em hơi cũng sợ đấy nhưng mà em chưa về đâu. Sợ em dũng cảm lắm. Sợ đi về. Thế rồi. Rồi ok. Chương trình phỏng vấn. Chúng tôi sẽ viết được phỏng vấn nhà vô địch Takeda Tournament. Anh Kiên. Em thấy là... Ê. 12 phút là em thấy đấu. Là em thấy là cái giải đấu này anh hơi áp đảo mọi người quá ấy, thì em phải hỏi lại anh một câu này một lần nữa. Có chắc là mới chơi game một ngày không? Đúng một ngày thôi. Chính xác là một ngày rưỡi, không phải là một ngày. Một ngày rưỡi. Một ngày rưỡi. Đâu nhưng mà vẫn là cái quan điểm cũ ấy, một ngày rưỡi của anh ấy sẽ bằng một tuần và hai tuần của anh em khác chơi game. Không. Chẳng qua là anh chơi game từ trước rồi thì anh chỉ phải lên YouTube anh xem Ninja Kira làm thế nào, anh làm lại y như thế thôi. Đúng là Ninja Kira khác. Đúng nghĩa là làm như video là được. Đúng rồi, đấy chính xác là định nghĩa làm đúng như video là được mà anh em. Thì anh có biết tí đâu thì anh thấy Ninja nào bấm như nào thì anh bấm lại y như thế thôi. Đó. Đấy thì cái trận đấu... Cái trận đấu vừa rồi mình xuyên suốt cả giải đấu vừa rồi em thấy là anh em thấy là anh bấm cái combo rất mượt, mấy combo 4221 với cả 475 cực kỳ mượt. Vậy thì anh có cái mẹo nào để cho anh em đang muốn huấn luyện Takeda có thể thuần thục với những combo đấy không? Đặc biệt là em. Có mẹo á. Mẹo á. Thực ra thì cái combo con đi ra thì cái combo optimal thì nói thật thì đúng là khó thật. Lúc đầu anh cũng thực chặt anh bấm không ra mà lúc thì drop anh drop sớm kể cả trong giải giờ anh vẫn bị drop như bình thường. Đây là cái tip đơn giản nhất là như kiểu vừa nãy anh vừa nhắc ấy, đó là khi mà tele xong ấy standing mình đáp tên standing 4 cho mình đu dây ấy thì mình giữ tiến thì cái khoảng cách mình đu dây nhanh hơn thì nó sẽ recover nhanh hơn so với là mình đu dây bình thường. À ok. Anh có xác minh là cái frame 24 aerial combo ấy thì nếu mà mình đu dây thường thì mình bấm nó sẽ bị chậm
Còn khi mà mình đu dây xa ấy, đu dây max range ấy, thì nó sẽ bấm, thì nó sẽ recover nhanh hơn, rồi bấm ra được nhanh hơn. Kể cả là punish, kể cả là start, kể cả là dùng starter bằng 1-2 hoặc cả bất cứ một cái starter gì đấy cũng đều đu dây xa, thì như thế nó sẽ ok hơn. Ok. Đây thì thông qua cái giải đấu này thì anh thấy cái chất lượng player của giải đấu này như nào? Khi mà bình thường anh em mình đã làm những cái giải đấu offline thì cũng biết được trình độ của player trong khu vực Hà Nội như nào rồi. Nhưng mà đây là lâu lắm rồi chúng ta mới làm giải online các thứ, thì anh thấy những các player đến từ tỉnh thành khác như nào? Anh thấy mọi người chơi cũng có, tất cả người chơi Takeda đều có một cái phong cách riêng. Ví dụ như kiểu là hai deck thì đem Goro đi cùng cả Takeda muốn thử cặp bài mới, hoặc là ví dụ như Takeda Sarina là cùng là một cặp rất là basic, nhưng mà anh đánh giá được cao là Fate đánh rất hay. Fate đánh hai lật Fate chỉ thiếu một số thứ thôi, nhưng mà thật sự là Fate đánh tốt, Fate đánh hai lật. Riêng về cái khoản bách D1 xong bách dash D3 để gọi Tarina đấy, là cái đấy anh thấy Fate, chắc chắn là Fate là có chơi là có mò rồi chứ không phải là không. Đúng. Dạ. Nhìn pha đấy là biết ngay là đã có mò tech của Takeda rồi đấy. Appreciate. Đúng rồi, là có spacing rồi, là chắc chắn là chơi con này là Fate có nghe theo cái nhận xét mà lúc đầu anh em nói về Takeda là con này chơi giống Scorpion là phải đánh được neutral, đánh footy và đánh spacing rất là nhiều. Đúng rồi. Và Fate áp dụng được luôn. Fate áp dụng rất là tốt. Đó, thế là ta có thể thấy là trận đấu chung kết này cũng phản ánh đúng thực trạng là hai player của chúng ta đã luyện tập con Takeda nhiều và nhuần nhuyễn như thế nào. Còn cái câu chuyện trận chung kết này thì nói thẳng với anh em là nó hơi một chiều thật. Cái này thì nó không phải là câu chuyện là ai hiểu Takeda hơn, mà cái câu chuyện ở đây là ai hiểu game hơn. Đúng rồi, tại vì cũng một phần là con combo Takeda này cũng cần phải thời gian bỏ ra để lắp một chút để biết được combo, với cả là con này sẽ chơi như nào. Cái thời gian lắp thì nó sẽ ngắn hơn, tại vì là mọi người ai mà chơi game từ MK11 sang MKX hoặc cả thậm chí là lâu đời hơn là từ MKX đi trên này rồi thì kiểu quá hiểu về game rồi, là quá biết con này là combo như nào, chơi như nào rồi, thì còn lại là sẽ phải học về mechanic với cả là cái độ hiểu của mình về nhân vật đấy là nó sẽ sâu tới đâu. Đó. Ok anh, vậy thì đây một câu hỏi cuối cùng dành cho anh thì vẫn là như cũ thôi, vẫn rất nhiều anh em fan anh Silverhoop em fan anh Silverhoop nổi trên kênh chat rất nhiều, thì anh có một lời nào muốn gửi tới các bạn khán giả trên kênh chat không? Em muốn cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ Hoàng Béo như là từ trước đến nay, và cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ cái giải đấu gọi là giải đấu do Hoàng Béo lần đầu tiên đứng ra tổ chức online đó, cũng được rất đông đảo anh em tham gia. Còn sau mà nếu mà mời giải free thì chắc chắn là lúc đấy thì sẽ đông hơn, chứ không chỉ là riêng về mỗi Takeda nữa. Đúng rồi, lúc đấy sẽ đó. Có thêm những dự án khác nữa, yên tâm. Đúng rồi, tại vì bây giờ như vừa đấy nhá, anh có ngồi đánh KL một chút thì anh có thấy là ping với cả các thứ là network bây giờ là cũng ổn định hơn rồi. Đó thì không, cái này thì cái này anh đánh đúng, tại vì deck ngồi chơi thì bị giật lag, còn anh thì anh ngồi chơi anh cảm thấy rất là vượt, anh không có vấn đề gì cả. Đó đấy, okay. Thế nên là bây giờ là làm crossplay được và file game bây giờ rất là nhanh. Đó. Tại vì có crossplay rồi thì sẽ bắt được cả những ông chơi trên Xbox như cả Paneo hoặc cả PS các thứ. Còn anh hôm nay là sao lại Paneo? Anh nhầm, so đến Phong Mỹ Đình anh nhầm. So đến Phong Mỹ Đình thì sẽ đúng hơn. Đấy, và cũng thêm một cái nữa là giải này là để anh tuyển thêm mem vào Silver Ryu, cho nên là chắc chắn là Fate là có xuất sắc của vé rồi. Ok rồi đó. Welcome to the Silver Ryu. Đúng, welcome to the game Silver Ryu rồi. Ok,
Cảm ơn anh đã tham gia buổi phỏng vấn rồi. Một lần nữa thì chúc mừng anh với chức vô địch này, và hy vọng là anh cũng như là tất cả các anh em khác có dự giải đấu này, cũng như là những anh em khác nếu có cơ hội lại sao lại thiếu. Anh thiếu mất Quang. Quang đánh cũng tốt, chỉ là Quang bị hit confirm nhiều lúc và đánh trúng rồi nhưng mà không biết confirm thôi. Đúng rồi, chính xác. Cái này em cũng phải công nhận, là em còn nói trên mấy lần rồi là cái này thì anh Pep chắc cũng công nhận với em. Đúng. Mấy lần anh thấy là dùng 1-2 đấm trúng rồi nhưng mà không biết confirm, không lên combo. F1-2 nó cũng là 3 hit, chỉ bấm 2 nút thôi. Đấy, không sang, không biết confirm, không lên combo. Đó. Phê bình một chút. Đấy, cái đấy thì cái công thực ra là anh Quang đánh hôm nay ok mà, nhưng mà như em với anh Pep có chia sẻ trong phần bình luận đấy, là có những pha mà đúng ra là anh Quang có thể hit confirm từ 1-2 sang combo luôn, nhưng mà tiếc mấy pha anh lại không confirm, nên là chúng ta đảm bảo là anh ấy panic hiền quá đấy. Panic hiền quá, đúng rồi, nó rất tiếc. Nhưng mà chứ thực ra thì anh Quang hôm nay sử dụng Takida Fera rất tổn, liệt đút phải đồ blow nữa, liệt phải đồ blow. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Còn những pha không bảo phải, anh ơi phê đồ blow đi, anh không phê đồ blow. Không phải mà là Quang kiểu chắc cũng mới tập Takeda thôi chưa lâu, cho nên là bị combo nó kiểu autopilot quá, nên là chưa thể đẩy số được là mình sẽ combo như nào cả. À, đấy cũng là một cái. Đúng rồi, nhưng mà thôi không sao, Quang thì từ trước đã chơi smoke rồi, là auto trong Shirayu rồi, cho nên là không thể phải chuyển. Ok. Không phải chuyển, tự động là ở trong Shirayu rồi. Đó, nghe được. Ok, rồi. Đấy thì một lần nữa cảm ơn anh cũng như là tất cả anh em đã tham gia giải đấu này. Và một lần nữa chúc mừng anh với chiếc vô địch Takeda Tournament này. Tí nữa em chuyển khoản cho. Được, ok. Anh đã chuyển sang Kira ngay từ game đầu tiên rồi đấy nha. Ok anh. Ok, thank you anh. Thank you anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì buổi phỏng vấn vừa rồi. Adcraft bảo là em thì run vào lờ. Upcraft thì chưa đánh giải nhiều, thế nên là vẫn bị tâm lý một chút. Không sao, không sao. Đúng rồi. Nhưng mà sau có nhiều giải online hơn từ Hoàng Béo thì sẽ có nhiều cơ hội để tham gia hơn, để có sát hơn, cũng như là để cải thiện cái tâm lý của mình lên. Đó, là tập tới sẽ cố gắng tạo dựng thêm sân chơi online cho anh em, để anh em có thể tham gia cọ sát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Đúng rồi, thế thì chắc là sát tháng 9 nhỉ? Sang tháng 9 anh em làm thêm một cái giải online nhé, để cho các anh em tham gia cho vui. Hợp lý nhỉ, với cả là cũng sắp The Colosseum rồi. Cho anh em có thể đi thôi. Sắp The Colosseum để cho anh em thi đấu quốc tế nữa. Ờ thế thôi, thế thì giải Hoàng Béo để sang tháng 10 nhá. Để sang tháng 9 anh đi đánh Colosseum. Hợp lý. Đúng rồi, tại vì kiểu gì sang tháng 9 Hoàng Béo cũng sẽ phải stream cái Colosseum đấy rồi. Đúng rồi anh, tháng 9 chắc chắn là sẽ có tiết lộ với anh em luôn là tháng 9 này Hoàng Béo sẽ livestream giải đấu The Colosseum khu vực châu Á anh em nhé. Đúng, anh đang mong là sẽ có anh Hậu Chip là tham gia cùng với anh là đại diện của Việt Nam. Đó. Thấy anh Hậu Chip comment từ nãy giờ nhưng mà không thấy anh Hậu Chip lên tiếng gì cả. Không thấy anh Hậu lên tiếng gì cả, nên là anh em... Anh Hậu Chip phát lên một câu vào, anh có đánh Colosseum cùng với em không? Anh Hậu đánh Colosseum đi anh nhá. Đúng rồi, chắc lên một câu nào, đánh Colosseum đi, đánh đi ra biển lớn à? Đi ra biển lớn thôi anh ơi. Đúng. Hoàng Béo có đánh giải Colo không á? Để xem đã, vì tôi làm bên production với caster thì cũng hết mẹ hơi rồi. Cũng hết hơi rồi, bảo đánh thì hơi thể lực quá. Giả nào vui vẻ thì em tham gia thôi, chứ em gà vào đó. Giả nào mà chả vui em, giả nào cũng vui mà. Hết. Đúng, không có giả nào là chán cả. Chắc là có. Cái gì sắp tới anh đi off nhiều hơn nhá. Anh đi off nhiều hơn để hai game training cho nhau nhiều hơn. Đấy, chuẩn bị training giải đấu nhá. Đúng rồi. Đánh nhiều hơn, các quỷ tập nhiều hơn, đèo nhiều hơn. Đúng. Có nhiều content cho Hoàng Béo hơn. Đúng rồi, đánh giải luôn. Chắc chắn là kiểu gì là cũng sẽ có kiểu sát cái xong rồi là World Salad thế giới này, xong rồi là các thứ khác nữa, xong cái giải sát cây từ lần trước với anh em nói rồi. Nó cũng sẽ có những tay to đến từ các quanh khu vực Đông Nam Á. Nó sẽ có, còn Trung Quốc với cả Nhật, Trung Quốc thì thôi thì không đánh giá cao lắm. Tả đập các thứ hoặc là xung quanh đấy thì có mỗi Tinh này, Malai, Indo. 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 Đấy thì có quay mấy khu vực đấy là chơi MK rất là nhiều thì dễ là sẽ có nhiều pro hơn. Đấy.
Anh em cứ hỏi tôi đánh không á? Thứ nhất tôi gà tôi. Ờ, Úc có ở bên khu vực của mình không nhỉ? Pacific Úc hình như là không, như không anh. Có Oceanic, Oceanic. Tại vì anh họ vừa chat là Watt Militer nhưng mà chắc cả Watt là nó Úc. Watt ở Úc là đánh khu vực châu đại dương rồi. Nó là khu vực riêng rồi. Đấy, anh em nào hỏi tôi đánh giải không thì thứ nhất tôi chia sẻ là tôi gà. Tôi trình độ thứ nhất là tôi gà. Thứ hai là tôi làm production với cả làm caster, tôi không còn sức tôi đánh giải rồi. Tôi ngồi cát này cũng hết búa hơi với cả điều hành giải thứ mấy anh em tôi hết thứ hết sức rồi. Nên là có không tham gia giải được anh em thông cảm vì sức người có hạn. Gồng không hết được. Thế thôi thì là sẽ phải chia ra, những ai mà muốn tham gia Colosseum thì sẽ training hoặc cả online, cả offline nữa. Chứ không phải là chỉ vô đi off thôi. Tuyển 10 caster lương 3 triệu một tháng. Đấy thế là Hoàng Béo đi đánh giải được. Đấy thằng này còn chưa có lương thôi. Thẳng thắn thế á, thôi cứ nói thẳng thế cho các ông đỡ hỏi. Có lương à? Có lương à? Câu hỏi hay đấy. Cứ thẳng thắn thế cho các ông đỡ phải hỏi tôi là có đánh giải không. Nói thẳng luôn tôi gà hết. Thôi nói chung là cảm ơn anh em đã chăm sóc và ủng hộ giải đấu của Hoàng Béo ngày hôm nay, cũng như là giúp cho những anh em tham gia giải này cải thiện cái trình độ của mình cao hơn, tốt hơn, để sau mà có những cái giải online nữa thì sẽ trình diễn được những cái combo cũng như là những cái tình huống và khiến cho người xem phải trầm trồ, phải đi về. Ok anh. Rồi, thank you anh kia. Thì buổi phỏng vấn rồi. Chúng ta anh em mình lại ngày mai trả đá và đi off anh nhỉ? Đăng bài đi off đi anh. Đúng rồi, ở đấy. Mãi mà đánh giải quên. Ok ok tí, rồi. Được, tí anh đăng. Tí đăng giờ quỷ một tí. Ok anh nhé, nhưng mà thôi cứ đăng luôn đi. Ok. Ok anh nhá. Rồi, bye bye anh. Hẹn mai nhá. Ok, tạm biệt anh em. Ok, bye bye anh. Ok, anh về. Bye anh em. Bye anh nhá. Okay. Yeah. Đi về ngủ thôi. Yeah. Anh em nào ở trong kênh chat muốn trà đá thì tất nhiên rồi. Tôi luôn luôn sẵn sàng nhận mọi kiểu trà đá nha. Bây giờ luôn. Thôi đi ngủ đi ngủ. Đi luôn. Chạy rồi. Chạy luôn rồi. Tháng 9 có comeback 2 đúng rồi anh. Đúng rồi. Tầm cuối tháng 9. Cuối tháng 9 là sẽ có comeback 2. Nổ cái đi chỉ á. Giải Bihan mở rộng. 168 Ngọc Khánh vào nhá. 168 Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội. Ok. Rồi, ok. Đây cái 168 Ngọc Khánh Ba Đình Hà Nội F4 nhá. Ok nhá. Ngay gần Hà Đông thôi. Đóng thẳng một đường đi qua Láng Hạ là đến ngay Ngọc Khánh rồi. Hẹn trà đá chỗ hơi đắc địa. Mẹ chỗ này anh em thích chơi đúng không? Cả đá xong đi bộ lên trên đi ngồi chơi tiếp, mình nghiện tiếp. Ok rồi. Thôi, off thôi. Ok. Ok anh ơi, thank you anh nhá. Bye bye anh. Ok, tạm biệt anh em. Bye bye anh. Thì địa chỉ đấy chính là ở Ocean Vá chứ còn gì nữa. Rồi. Lên đấy anh em ngồi chơi xong rồi ở ngay giờ đấy có quán trà đá anh em đi xuống đấy ngồi luôn. Chuẩn được gì. Quá hợp lý. Quá hợp lý. Ok. Mai nhá. Thôi. Ok, mai nhá. Ok anh nhá. Được, ok. Ok, bye. Ok, bye bye anh em. Đấy, thì đó. Khiếp, ngồi cơ. Ngồi mãi cùng dâu ria ngồi trả lời phỏng vấn với cả các kiểu. Cuối cùng cũng xong. Cái này thì anh em tâm sự một lúc tí nhỉ, anh Pep. Lần đầu, bình thường anh em mình vẫn ngồi cát giải, ngồi cát những cái giải đấu quốc tế với cả có một dắt cả giải offline rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh em mình làm một cái giải đấu mà tự anh em mình xây lên. Anh cảm thấy thế nào? Tự anh em mình xây lên cái giải đấu này và tự anh em mình truyền tải đến cho anh em khán giả. Anh cảm thấy thế nào khi tham gia giải đấu này với tư cách là caster? Thì là một người trong cộng đồng thì cứ có giải nào thì nếu có điều kiện thì anh cũng sẽ cống hiến hết mình thôi. Đấy, nhưng mà anh em cũng anh em làm là một chuyện, nhưng mà còn anh em khác cái đăng ký tham gia ủng hộ nhiệt tình cũng vui phết. Đó.
Cái đấy là cái điều mà anh em chúng tôi tâm đắc nhất khi mà làm giải, là anh em ủng hộ cực kỳ nhiệt tình luôn. Mặc dù là con tướng Takeda không phải anh em nào cũng là cũng sở hữu, nhưng mà anh em vẫn tham gia rất nhiệt tình để tạo nên một cái giải đấu online ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi thì ngày mai đi họp không anh? Đang tính, được, chắc là có lắm. Ok, mai đi họp trà đá nhá. Được. Ok anh, rồi, họp thôi, nghỉ thôi. Rồi, thay mặt cho đội ngũ production, hội thay một các festival và hội ngũ ban tổ chức giải đấu Takeda Tournament, một lần nữa cảm ơn tất cả anh em vì đã theo dõi giải đấu trên hệ thống kênh của Hoàng Béo. Anh em nhớ Tournament by Hoàng Béo và những giải đấu khác và những giải đấu trong tương lai sẽ được đội ngũ của Mortal Kombat Việt Nam Community cũng như là Hoàng Béo gửi đến anh em. Anh em cố gắng đón chờ nhé. Còn bây giờ thì Takeda Tournament xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. 4 tiếng rồi đấy, thế cũng nhiều phết. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi Takeda Tournament. Hẹn anh em vào những buổi livestream cũng như giải đấu tiếp theo trên kênh Hoàng Béo. Bye bye, chúc buổi cuối tuần vui vẻ.